chào buổi sáng đại gia đình mến yêu nha. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, hôm nay là ngày thứ tư trong cái cuộc hành trình mà Hiển muốn chia sẻ cùng đại gia đình. Thì vừa rồi khoảng hừng đông đó thì mình với gia đình có đi một vòng ra ngoài mé sông. Ở đây trong cái khu Kemin này có cái sông rất là đẹp hữu tình, thì hôm qua mình có chia sẻ rồi đó. Thì bữa nay mình sẽ có nhiều cái trải nghiệm mới nữa. Mình mời các bạn cùng Hiển với Phó Vip đi theo mình để coi bữa nay chờ làm cái một gì tiếp theo nha. Có rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta. Mời các bạn nha. Let's go. À, các bạn thân mến, bây giờ gia đình mình đã tới cái khu viên của cái loài hoa lavender nè. Là nó có tên tiếng Việt là oải hương, nó nghe là nó oải rồi đó, oải hương. Thì ở đây khi mình tới đó, mình thấy rất là nhiều xe của du khách họ ra tới, cũng họ cũng như mình, họ muốn vô để thưởng lãm mà họ tỉa, họ làm đẹp quá xá là đẹp. Đó bây giờ mời các bạn đi theo Hiển đi vô đó coi họ làm như thế nào rồi. Coi cái bông lavender nó thơm, nó đẹp cỡ nào quá. Đó. Trời ơi. Còn mình trồng cái cây có chút khiếu, còn người ta trồng cái cây cái này. Sao nè? Các bạn có thấy cái loài cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu. Ôi sao có. Cái nào cái nấy là quá. Sao bự vậy? Dạ. Đây kìa, có loại nhỏ, loại lớn. Đẹp ghê luôn. Ồ cái này là cái giống khác rồi ha. Hay quá. Oh, TikTok kitty. Oh, so great. So seven. All amazing. Đi đến những cái vùng này là các bạn thấy là đa số là mật ong, ở đâu cũng có mật ong. Không phải mật ong mà phải cái chèm của cái lavender rồi. Vậy đó hả? Cái này nó cho mình, nó bán cho mình về mình trồng lại. Cái này mình có chậu nè phải không? Có, ở chỗ em để tượng Phật phía trước đó. Đây nè. Wow. Ra đây cẩm tú cầu nhiều quá ha. Cái này cái bông gì quên rồi cái... gọi là gì quên mất tiêu không biết nữa. Mình nhưng mà cái gì đó. Cái táo. Bởi vì cái loại này hình như chắc cái loại này nó mới lớn hay sao á, nó khác cái của mình. Cái bông nó cũng khác nha. Bông nó ngộ. Nó nhiều loại lắm chứ không phải một hai loại đâu. Người ta trồng nhiều bởi người ta có hiểu cái cách thức của con cái bốn nó bu kìa. Giống đi làm farm quá vậy. Quá là đẹp luôn. Quá xá là thơm. Lavender. Đó. Ôi, anh mấy con ong này nó giống như là con ốc để người ta ấy mật á phải không? Thì đúng rồi. Nói đó luôn đã ha. Nói là những cái loài này là nó cần mẫn, nó siêng năng, nó đi hút mật cho người ta làm giàu mà. Thấy không? Đẹp quá trời đẹp luôn, cái bông nó thơm. Theo mình thấy con ong mật ở đây nó khác hơn ong mật ở Việt Nam. Con ong ở đây nó nhỏ hơn. Thì các bạn thân mến, mình vô giữa một cái không gian mà những cái loài hoa mà người ta trồng để cho du khách tới để mà thưởng lãm á mà. Thì nó quá xá là đẹp, ai mà dị ứng phấn hoa thì vô đây cũng vất vả lắm nha. Lúc nào hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, rồi hoa ô thô đủ thứ hoa. Thơm bát ngát. Đó, có bướm, có ong dập nhiều. Tao sẽ xích lại kia chút cho cái trống kìa. Có tài tử giai nhân. Đó, chỗ này trống nè. Đây, có trống. Đây, chỗ này trống nè. Nè. Chụp hình, chụp hình. Xích vô đây mới thấy hoa được chứ.
Ở bên này nó cao hơn mấy bên này anh ơi. Con cái hàng này đi không có được, nó bị rối. Rối quá đây. Wow, cái hàng này ong nhiều quá ha. À, tại vì các bạn biết không, mình đã có trải nghiệm một lần đi vô ở chỗ ta nuôi ong rồi. Bây giờ mình thấy ong mình cũng không có sợ, mình không có ngại. Chứ có nhiều người thấy ong có sợ lắm. Đây có ong này các bạn thấy không? Trời ơi, quá trời bông luôn. Quá đẹp luôn rồi. Quá rồi. Thơm nực nồng luôn rồi. Đó, mình đi từ đây qua tới bên kia. Đi sụp lùi. Ơi, đẹp quá à. Trời ơi, chết dữ luôn rồi. Dạ, quay một vòng cái nè, nó bát ngang luôn nè. À, cái bên này cái hoa khác nè anh. Phía bên này cái màu nó đậm hơn nè. Nó nhiều bông hơn. Không phải, cái màu này nó lợt, cái màu này nó đậm hơn nè. Thấy khác không? Nó, cái màu này nó đậm hơn nè. Mà cái bông nó nhiều hơn. Thấy chưa? Ồ. Nó hai loại ha. Cái loại bên kia nó lợt hơn, cái loại này nó đậm hơn. Đó, sao chụp hình đây? Chụp cái hướng nào? Cầm cái máy không biết chụp hình đấy nè. Thì khi mình tới đây mình nhìn một cái vườn bông như thế này, mình nghĩ nó đơn giản, chứ thật sự không đơn giản đâu các bạn. Tại vì những người làm cái công chuyện này họ cũng tính toán nhiều lắm. Tháng nào, ngày nào, mùa nào họ sẽ cắt ngang, rồi họ mới vô phân tưới nước để mà cho nó lên cái chậu mới. Trước đây mình ở nhà cũng có một chậu cho nó nhỏ nó trồng chơi đó, nhưng mà điều thật sự mà nói, nhiều khi mình thấy nó khô, nó tàn, cái mình chán á, mình không hiểu mà. Cái gốc này là nó lâu năm lắm rồi nè. Anh thấy gốc cỡ đó là nó bự lắm rồi đó. Cả trăm năm chứ không có đơn giản đâu. Rồi, cho nó vậy đi. Cái đó là lai bên nhà đó hả? Thì đi vòng vòng thì thấy người ta bán kem, mình cũng mua ủng hộ. Một hũ kem như vậy là 5 đồng, thì của cái mùi cái hoa lavender này nè. Đó thì mình ăn thử coi mình miếng coi cái mùi nó như thế nào. Thấy cũng hấp dẫn quá, thấy bà con cô bác người ta cũng mua quá. Đó. Thử coi. Mà hiển trời mà cái miệng ăn hàng mà đi đâu thấy ai ăn chịu không nổi. Đúng thiệt đó. Là cái mùi thơm nó y chang luôn á. Ngon á, cho nhăn mặt dữ vậy. Bộ không ngon hả? Đang chép, đang suy nghĩ. Cái chị không. Tưởng là không ngon thôi, để anh hy sinh anh ăn hết. Đang chép của cái mùi nó có đúng với cái mùi nãy mình lủi vô trong này nè. Nó có cái này không phải là mật mà nãy kêu là gì, chêm hả? Mật ong với lại cái mùi của cái cây lavender này. Bởi vì ăn ngon ghê á. Ta đang chép, ta nghiên cứu nè. Ai biết thấy nhăn mặt tưởng nó khó ăn rồi, để hiển trời hy sinh luôn. Ngon quá các bạn. Có đi đây ha, có đi vô này nhớ kem của mấy đứa cháu ở đây nó bán nha, ngon thiệt là ngon luôn á. Đó, giờ mình đi vòng vòng qua bên kia mình trải nghiệm nữa coi còn cái gì nữa không. Hoa wow, của cái bông tím đẹp quá kìa. À, lạ lạ hả? Artiso. À, cái bông artiso phải không? Cái này cái gì? Cái này bông tím đẹp quá nè, phố bếp. Ồ, cái bông artiso từ nào giờ mới thấy ông ơi. Nó đẹp quá nè. Ôi ôi khéo ghê ha. Hay quá ha, tỉa tròn lại.
kêu ồ quá trời trái các bạn. Nhìn thấy cái vàng chanh dây này nhớ nhà đây, của đây nè, bên này trái nhiều hơn nè. Đó, nhiều ghê luôn. Lên trên này coi chơi đẹp quá. Ủa trái này chín nè. Qua trời nó mọc ở trên này nữa nè, phố bếp rồi. Ồ lên đây nhìn xuống đẹp ghê ha. Chắc hồi đó mình chui vô trong đó mình đứng mình chụp màn hình của anh này. Mỗi một chỗ của nó làm một cái giống như cái thang đi lên để cho mình ngắm đó, cho nó nhìn thấy nó rõ hơn, chứ đứng ở dưới thấp thì nhìn thấy nó không có thấy rõ. Nó cho nên nó để cho mình đi lên vậy nè, mình nhìn. À ở bên này nó cắt giống như là ô vậy ha. Nó làm mà nó làm giống như là từng ô vậy mà. Cái nơi chốn này là để cho người ta bút làm đám cưới, ký giấy ông thú rồi nghe các bạn. Rồi vô đó đãi đàn ăn uống xong mệt nhậu xỉn rồi cô vô chú rể tống lên trên sân thượng. Trên cái ụ lồng chim đó. Nè hey. Đồ hey, nè hey. Trời ơi trời, không phải lưới mà. Hey. Đi ra đây là kiếm trái đào ăn giải khát nè. Đây bên đây. Đây các bạn thấy trái không? Bên đây nè. Đẹp ghê luôn ha, giống bonsai vậy. Cái này giống như bonsai vậy đó. Trời ơi coi nè. Ông nội ơi. Sao hay quá vậy ta? Ồ. Cái cây này nè, giống cái cây tầm vu ở Việt Nam á. Hồi xưa cái cây tầm vu là như vậy nè, khi mà mình nhổ lên cái mình bẻ cái này ra, cái mình lấy cái cây mình chơi á. Đó, nó giống hệt cây tầm vu, nó chứ không phải, nó có thể là nó khác một xíu. Đó, nghe nó kêu không? Nó ở dưới á. Nó kêu á, thấy không? Nó kêu. Mình dễ đâu thấy nó đâu. Không có thấy nó đâu. À nó nấp kỹ quá nhìn không có thấy đâu, nó kêu á. Các bạn thân mến, mình đi coi qua rồi một hồ thì mình đi ra phía sau này thì kế bên họ đang trồng bắp, cái farm bắp kế bên này giống như là ruộng lúa Việt Nam mình vậy các bạn. Nhưng mà các bạn thấy nhà nông ở đây họ cũng thông minh lắm chứ không có đơn giản đâu. Ở trên thì trồng bắp, ở dưới thì có thêm cái loại rau cải gì nữa kìa. Cái đó giống khoai tây quá à. Dạ chắc vậy đó, nhưng mà cái loại ở dưới còn cái bắp thì ở trên. Nó nương nhau nó sống hay quá đi. Nhiều quá anh ha. Giòn cái khuẩn từ đây qua đó nhiều dữ lắm nhiều luôn á. Nhiều quá. Cái này có một cái mấy mẫu đất chứ không hết đâu. Ai có nhìn thấy không, xa xa kìa. Bò, phải không? Không biết. Bò mắc mờ chứ không mà họ bò đó nhiều vậy sao. À, các bạn thân mến, cái điểm tiếp theo mà Hiển Trời Trời muốn chia sẻ với mọi người là mình đi vô cái chợ chợ trời Hutchinson. Là cái chợ này một tháng chỉ một lần nhóm thôi, là chủ nhật của cái tuần thứ nhì đó. Rất là nhiều người mọi nơi người ta mới dùng đây, tại vì nó một tháng nó chỉ có một ngày thôi, bởi vì nó mình cũng chưa từng đi vô chợ trời mà Hiển Trời Trời mà không đi chợ trời là sai lầm. Phải vô coi cái gì trong này đó. Bây giờ mời các bạn nha. Wow, không hiểu sao mỗi lần mà tới chợ trời là thấy nó vui vui. Thấy cái vỏ chanh này là nhớ rồi đó. Xưa quá.
À, các bạn thân mến thì sẵn thấy ông già Noel này ông đứng cho mình vô mình chụp hình chơi đấy mà. Thì mình bỏ tiền vô đô nấy là cho người ta quyên góp cho những người vô gia cư á. Đó, dạ. Yeah. Thank you. And you would like the whole tennis belt? Thank you, sir. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Dễ thương quá. Ở đây có mấy người lớn tuổi họ làm những cái nhỏ đó để họ bán. Thấy vui á. Các bạn biết chợ trời nó có nhiều cái ngộ nghĩnh lắm. Có những thứ mình tưởng là bỏ đi nhưng mà người ta bán vẫn có tiền. À, bên này mấy cái tranh ảnh gì nè, ta đi coi cái đồ khắc tay, đồ thủ công hay quá ha. Ồ, cái biến này để mình máy chìa khóa đồ nè, hay chứ. Hình thù chiếc xe này xe kia đồ này kia để mà bán chơi. Còn mấy cái gỗ mà cái người ta đánh cái dân này quá trời đẹp nè. Cái này là gỗ, cái dân gỗ thiệt nè, chứ không phải là... Cái này là cái miếng thớt nè. Ok, thích quá. Thích đúng. Nè, cái hạt của nó nè. Phải không? Can you eat this one? Or? Oh, okay. Is that this one here? Oh. Ủa chưa, còn bây giờ là tao quải rồi nè. Quải xéo xéo qua ngực đó hả? Lấy cái này nè, cái này nó dày quá. Nè, hai cái nè. Cái này nó dày quá, lấy cái này dày quá. Này nè, cái này dừa nè. Đó, nó nằm ở đây nè. Rồi, ok. Good. Thank you. Các bạn biết nếu mà chúng ta chụp một cái tấm hình mà chúng ta in ra bình thường á thì nó cũng không có giá trị gì, nhưng ở đây họ làm cái nghệ thuật của người ta rất là hay luôn, các bạn biết không? Coi nè, mình nhìn giống như là nó là 3D rồi chứ còn gì nữa, giống đó, nó chỉ là cái miếng kiến bình thường thôi mà nó in ra rất là đẹp, quá xá là đẹp luôn các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Bởi vậy nó tại sao hiển cho trời khoái về vấn đề mỹ thuật. Tại vì học chưa tới, bởi vậy đi đâu mà thấy hình ảnh đẹp rồi chịu lắm. Đây, cái này mình nãy mình ghé mình mua của ông bạn già, tay già, hai cọng dây nịch nè, da thiệt nha các bạn. Mình đi vòng vòng nãy giờ khát nước quá rồi. Hai ly trà sữa uống. Đó. Ở Việt Nam mà đi tới đâu cũng phải cần có trà sữa. Phong trào. Các bạn thân mến, bây giờ cái điểm tiếp theo mà Hiển muốn chia sẻ cùng đại gia đình mến yêu là một cái bãi biển trắng nhất thế giới. Trắng nhất thế giới. Đó, các bạn có tin không? Lão tướng Hiển trời trời phóng xuống biển giữa thời tiết gọi là 10 độ C. Đó, mình giữ rồi. Mời các bạn cùng theo Hiển tắm biển ở Úc Châu nha. Đó, tắm cát trắng nhất thế giới. Đây, đó, chút xíu nữa phóng biết về cách mới về lần vô. Cảm ơn các bạn á. Thank you.
các bạn thân mến, cái điểm tiếp theo là Hiển với gia đình ghé ngay chỗ cái Chervit Bay, là cái khu du lịch cũng nổi tiếng ở tại New South Wales này đó các bạn. Thì nãy giờ mình đi tắm biển xong xuôi rồi trở lại cái town này mình kiếm cái món gì đó ăn buổi trưa. Thì thường thường những cái khu du lịch như thế này, chúng ta đi trên phố nó rất là thơm các bạn, thơm đồ ăn á. Các bạn có từng thấy cái ghế bố nào mà nó khổng lồ như cái ghế bố này? Này là cái ghế bố nha. Đó. Trời đất ơi, nó đã hai người ngồi luôn ha. Ừ. Cái này ngã xuống là nằm còn thôi. Ờ. Quá trời bự luôn. Đó là cái family basket á, là 59 family basket phải không? À, các bạn thân mến, bây giờ mình chờ sắp hàng để tới lượt mình, thì mình muốn order là hai cái family basket đó với thêm nửa ký tôm để ăn chơi tôm này nè. Đó. Sau khi mình order đó thì khoảng 15 phút thì họ đã làm xong các bạn. Tại vì cái quán gì nó đắt quá đi. Ờ, nó đắt quá. Mình phải chờ. Bây giờ mình thấy hơi lâu. Mời các bạn cùng thưởng thức Fish and Chips với Hiển và phố bếp nha. Ở cái xứ Úc hoặc Mỹ thì cũng vậy, người ta thích ăn là như vậy đó các bạn. Món ăn nhanh á. Món ăn nhanh. Nãy giờ đi bơi người nào thấy đói dữ. Cái này đây bà các bạn miếng cá nha. Ủa mấy đâu có sốt đâu. À có hả? Ngon quá các bạn. Cái sốt lemonade này của nó là làm quá ngon. Sốt đó để dành ăn mấy cái đồ biển rồi đó. Cái này cua. Ngon. Khi chiều gia đình ăn uống xong rồi đó các bạn, thì tụi nhỏ nó mới bàn bạc là nó nói cha mẹ đi lại đây có cái chỗ này vui lắm đó, mình cũng không biết chỗ gì vui, đi theo tụi nó chơi thì lại tới rồi mới thấy là vui thiệt các bạn. Cái chỗ họ làm bia. Và những gia đình mà họ mở những cái craft beer là làm bằng tay đó. Nói như trước mặt các bạn thấy có những cái thùng đó, là trong đó là chứa bia đó. Mình đi vô đây cái mình kêu, mình họ gọi họ, mình nói mỗi thứ mình cho mình ly vậy đó, để mình thử coi cái loại nào ngon nặng nhẹ. Cái người bán họ mới ghi xuống những cái tên của loại bia cho mình biết để mình uống thưởng thức, mà cái này thử thôi chứ không phải là giờ uống cho say nha các bạn. Đó thì cũng vui lắm. Nó không giống như các loại bia mà ở ngoài thị trường đâu. Cái này tại vì gia đình họ làm, mỗi một cái ly bia là cái mùi vị nó khác nhau. Đó, từ nhẹ lên tới nặng. Một chai như vậy là 14 đồng 4 ly, 3 đồng rưỡi 1 ly. Là khá như vậy, nó cũng tương đối chứ không có mắc lắm. Các bạn ơi, bia đã tới rồi, giờ các bạn thử thôi. Đó. Cái này là huru rồi cái gì đó. Thì cái này là nhẹ nhất. Rồi từ lên thì nó cỡ khoảng bao nhiêu độ, thường thường là 4.9, 5 chấm, tới khoảng 6, 7 chấm. Từ nó lên độ. Rồi bây giờ phải biết mình thử đi. Thì từ cái nhẹ tới cái mạnh đi.
Không, em muốn miếng thử, anh muốn miếng thử gì đó. Rồi, đi cái đó. Tao uống cái rẻ nhất. Sao? Cái đắng đắng nhẹ nhẹ, thử đi. Thấy bụng nhăn mặt quá. Ông diễn tả mấy hay cho em vậy. Không biết uống bia, bởi vì tả nói vụ đắng đắng, bia nào không đắng. Nhưng mà các bạn hớp dùng một bia, thật sự nó không khó trong những cái lốc bia hay là những cái tiệm bán bia đâu. Không có quen mùi. Nó làm bằng cái cây hay cái gì mà nó thơm mà nó đã lắm. Đó. Cô cha. Thích nhất cái nào? Thử qua một loạt bia đó thì theo mình đánh giá đó ha, nếu mà chịu uống bia mà để cho say á là cái loại này là ngon, còn mà uống mà dở mà mới đúng ngon mà mới tập uống á là cái bia đầu tiên này là dễ uống nhất. Cái này chắc em dễ uống nhất, em thử càng ngày lên càng mà nó dịu lắm, nó cái mùi nó mùi nó nhẹ. Đó. Thì buổi chiều hôm nay Hiển muốn mời các bạn đi đến những cái nơi chốn như thế này. Ở đây Hiển thổ lộ một điều này nha, nếu các bạn không phải là cái những người mà đệ tử ruột của mấy cái môn này các bạn cũng khó tìm lắm, tại vì đường vô trong hẻm hóc rồi này kia, đường vô giống như một cái khu mà phát huy khu hãng xưởng vậy đó, rồi cuốn khu hãng quá quẹo qua là mới có nó, mà người ta vẫn tìm tới mà họ bán theo mình nghĩ rất là đắt, tại vì bàn ghế hoặc bài điện rất là nhiều mà cái không gian rộng lớn nữa đó. A few minutes later. Bây giờ mình đi thử bia về rồi, nó vừa xỉn mà vừa đói bụng nữa, bây giờ mình làm thêm một cái món spaghetti để ăn mới được, mới ngủ nổi chứ thôi là nó khó chịu quá à, vừa xỉn mà vừa đói nó khó chịu lắm. Cái gì vậy? Ông Hiển chờ chờ này, ông ngặt lắm. Đợi tới cái giờ mà người ta vô bụng, người ta ngủ rồi đó, ông mới làm đồ ăn. Bây giờ làm sao nhớ được ngày đầu tiên mình làm cái gì ta? Ngày đầu tiên? Ngày đầu tiên thì mình lại mình pick up xe, mình lấy xe trước. Rồi mình tới cái park, mình đổi đồ. Rồi ăn sushi xong, rồi tới đi làm gốm. À, nhắc cái vụ làm gốm mới nhớ nha các bạn. Làm gốm các bạn thấy như, giống như tách mà họ sản xuất bằng máy ra đó, họ bán 50 cent một đồng một cái thôi. Nhưng mà mấy cái tách mà họ làm bằng tay, mà họ sơn bằng tay đó, các bạn biết bán có thể là 10-20 đồng một cái. Nó giống như cái khoa học vậy, nó dạy mình làm á. Mà mốt mà là khi mà họ đun xong mình lấy về chắc đẹp lắm rồi ha. Rồi tới ngày thứ hai làm gì phó bếp nhớ không? Qua thứ hai sáng sớm đi ra uống cà phê chờ mặt trời mọc. À, chạy bộ qua Lô Hô, nó gần bên á. Rồi thì đúng rồi, cái lúc đầu mình đứng bên đây mình chỉ cái Lô Hô kế bên. Thì đó. À. Xong rồi về mới đi bơi cái hồ ngay cái biển đó. Ừ. Mà mình bơi rồi mưa. Ừ. Rồi xong rồi mới tới đi vô cái bơi xong đói bụng quá mới vô nướng barbecue. À. Thì nói chung cái bãi trước thì nó cũng tốt dữ lắm, nó cũng nói chung nó cũng cảnh quan đồ đẹp, biển đồ, có biển hai bên, rồi có cái Lô Hô. Sáng sớm ngày thứ ba bắt đầu mình ghé cái thao Berry. À, mình ăn bánh mì, ăn bánh donut. Ăn donut, donut là nổi tiếng nhất thế giới. Ghé ngang cái hãng chocolate, cái trước factory. Factory. Mua kẹo với mua đồ ăn đồ này kia. Rồi kế tiếp mình đi lại check in cái chỗ mới, là cái chỗ mình đang ở hiện tại đây nè. Mình tới đây rồi mình mướn cái kayak mình đi bơi. Dạ, phải nói là nó vui mà nó ngộ lắm. Đã lắm. Lâu lắm rồi không có được bơi xuồng. Ngày hôm nay là sáng sớm là gia đình bắt đầu mới đi coi ngắm hoa lavender. Lavender là quải hương. Mỗi lần nói là cái miệng phải cong một không. Vòng. Nhưng mà khi vô trong không có lavender không, mà nhiều thứ nó đẹp thứ quá. Nữa. Mà cái mà phổ biến khoái nhất là cái cẩm tú cầu. Thôn quá trời cẩm tú cầu. Quá trời mê luôn. Rồi bắt đầu đi qua chợ trời. Đó, xong rồi về mới ghé chợ trời. Xong qua chợ trời rồi đi ra tới bò ra tới biển. Tắm biển xong rồi về.
ghé lại cái thao service bay ăn fish chip rồi này ngon, kia ngon nhất thế giới nữa, ngon nhất thế giới. Rồi mới đi review bia tươi xong rồi về đây cái là làm một cái ảnh spaghetti mì mà không phải mì Ý nha, mì này là mì của phố bếp. Bếp ý đâu đâu đây, ý hoài à, mì của phố nói bếp mì Ý là cự. Mời các bạn nha, ngon quá đi thôn. Mình đi chơi mình có nhiều ấn tượng lắm nha các bạn, tại vì có nhiều cái mà mình muốn tìm lại những cái xa xưa lâu thiệt là lâu mà mình tìm không có được, mà bữa nay mình tìm được rồi. Là cái gì biết không? Bơi xuồng. Bơi xuồng, lúc bơi xuồng nón nó bay, chụp cái nón lật cái sông luôn. Quá vui. Còn tránh bếp ấn tượng nhất là cái gì? Trong 4 ngày đi vừa qua đó là Hiển thích nhất là cái kem ở trong cái vườn hoa lavender. Trời ơi, cái kem gì mà họ làm ngon quá trời ngon luôn, thiệt tình luôn á. Mình ăn mà mình khoái đó. Thì tự trung lại trong 4 ngày qua đó, mình không thể nào diễn đạt được bằng lời thật. Có đi rồi mới trải nghiệm rồi mới thấy, có tiền mua không được các bạn, thật sự mà nói. Nếu các bạn không tin thì cứ thử đi, đi thử một chuyến này coi như thế nào. Nó rất là ấn tượng, mình có thể nói mình nhớ hoài, nhớ cả đời luôn. Có thương mến Hiển chờ chờ cho phó bếp thì xin nhớ đăng ký kênh, share và không quên like khi mỗi lần xem clip các bạn nha. Giờ thì Hiển phó bếp xin tạm phép kết thúc clip tại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong cái cuộc hành trình của Hiển vừa qua. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye. Cảm ơn các bạn nhiều nghe đã theo dõi clip.